Rồi con cầm một cây đi. Rồi, con mô Phật đi, quay nhìn. A Mô Phật làm sao? A Mô Phật làm sao? Cho con sức khỏe đây, con đánh ghê ghê hả? Con nói gì đánh ghê ghê không phải, nói cho con sức khỏe mau lớn. À, thế giới bình an. Mọi người ấm no. Mọi người ấm no. Rồi biết rồi, con nói đi, con chắp hai tay lại, chắp hai tay lại. Rồi để lên, để cao lên. Rồi con dạ mô Phật. Mô Phật phù hộ làm sao? Mô Phật phù hộ làm sao? Mô Phật phù hộ làm sao? Cho con có sức khỏe. Xong chưa? Rồi quỳ lại mô Phật, nằm xuống quỳ lại mô Phật. Nằm xuống. Một ba cái nha, một cái nữa. Một cái nữa. One more. Hai. Bỏ cái đầu xuống luôn. Đúng rồi, thêm một cái nữa. Ba. Cái nữa. Trời đất ơi. Mẹ cho cô chú coi cho. Ok. Mommy. Yes, JD. Oh, that's too loud. Ok, xin lỗi, hát nhỏ thôi nha. Rồi con hát lại đi, mẹ hát nhỏ lại thôi. Nó bóp bỏ tôi mà nó đòi tôi mất rồi. Mami măng. Hay bóp ra nha. Dê đi. Dê đi. Nó tới mẹ. Dê đi. Nó không chơi chơi. Rồi tới chơi chơi hát đi. Hát đàng hoàng. Mommy, mommy. Yes, JD. No, JD. Lạnh à? It's freezing. Lạnh lạnh, để mẹ ôm con nha. Chơi lại gì của mẹ ta? Con lại gì của mẹ nói cho cô chú nghe coi con. I love you, you love me. We are happy. Won't you say you love me? I see you. Yes, 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 yes. Mà đây nè, nói cho cô chú nghe, ai hát hoa nữa không màu? JD, JD, that's nasty, okay? Don't play like that, okay? Con mà chơi vậy là mẹ không có chơi với con nữa, okay? Con xin lỗi mẹ chưa? Con xin lỗi mẹ. Mẹ đi không? Hả, đi đâu con? Cho cô chú coi cái móng tay đẹp coi. À, màu blue giống như Elsa. Trời đất ơi, vậy mà. Trời ơi, hồi nãy hàng chi con chọn màu xanh mà mẹ không có biết cái ý của con chọn màu xanh có nghĩa là gì. Bây giờ mẹ mới biết là tại vì màu xanh cho giống Elsa. Trời ơi, El chay.
Con có phải là eo chay không? Chay, eo chay là em của Elsa. Không có eo. Thì đó, eo xà rồi con là eo chay, phải không? Hay là con eo thon? Eo thon. Eo thon, đúng rồi. Còn mẹ là eo gì? Mẹ eo mẹ. Mẹ là eo mẹ hả? Ba là eo gì? Mẹ eo mẹ luôn. Còn ba là eo gì? Yeah. Ba là eo ba hả? Hai ba eo mẹ. Hả? Do show the way by life. Con hát cho cô chú nghe, hồi nãy con mới hát nha, thôi đỡ không mà hát quá hay luôn. Không hát lại cô. Thôi thôi, mẹ ghét cái bài này cô luôn. Hát hồi nãy không màu đi, mẹ hát mẹ thích cái bài hồi nãy không màu. Mây chìm đắm trong lầm lỡ. Tôi bấm cái máy lên, tôi quay cái là nó không hát cái bài đó. Ngộ không? Đợi chờ em đến. Xin lê lê, xin xa đi bờ đi đi. Từ giờ cho chạy tới nhà mình là 42 phút lái xe. Starting route to 1637 Cass Lake Road. Trời ơi, 42 phút lái xe. Proceed to Plymouth Road, then turn right. Turn right. Để turn right nè ơi. Ok, mẹ turn right. Well, phải. Well, phải nè ơi. In 1.2 miles, take a sharp left. Well, phải nè. Đúng rồi, well, phải mẹ ơi. Mà ai hát bài hoa đã không màu hay nhất? Mẹ. Đúng rồi. Chị là nỗi yêu mẹ ơi. Chị là nỗi nhớ mẹ ơi, đúng rồi. Rồi, rồi sao nữa? Trả lời. Đài. Phải trả lời. À, chị là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi sao nữa? Chỉ là cơn mơ sao? Chỉ là mơ. Chỉ là nỗi mơ đẹp. Cuốn theo cả buổi. Ai hát hoa nở không màu hay nhất? Mẹ. Đúng rồi. Chỉ có mẹ hát hoa nở hay nhất. Tới như nào giờ con chưa được nghe ai hát không vậy? Con nghe mỗi một mình mẹ hát nên là mẹ mẹ phải là người hay nhất mới đúng rồi, đúng rồi. Mẹ tưởng chay hát bạn đó hay hơn chứ? Chay với mẹ ai hát hay hơn? Hả? Nói lại cho cô chú nghe nè, nói lớn lên nha. Ai hát hoa nở không màu hay nhất? À mẹ mẹ cái chim mẹ ơi. Hả? Cái chim hoa chim. Phải mẹ hát hoa nở không màu hay nhất không? Ai chim đắm trong lầm. Bà đứng đâu? Ừ. Ừ. Rồi đứt luôn, xong luôn. Xong 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 xong. Chay bây giờ là chay đi ấy xe, đi coi xe coi đồ với mẹ chay nữa đó cô chú ơi. Mệt quá bây giờ đi mua xe đi coi hoài đi ấy. Mẹ 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 đây. Làm biến ghê luôn á, đi hoài mà nó không có cái màu mình thích, không có option mình muốn luôn. Ơi what should you hit? Ơi ơi ơi. Ơi ơi. Ơi ơi. Không phải cầm vậy nè chay. Nó không có cái màu mình muốn rồi, ở không có cái option. Hôm nay sao đi mua xe gì mà thiếu xe trầm trọng quá. Phải đâu, xe nhìn thì hoành tráng lắm mà vô mà kiếm mấy chiếc xe được. Theo ý mình là không có luôn á cô chú ơi, khó quá. Bà nói nha. Ai dạ,
gift for you. Come, come, come. Mở, mở cái hộp này ra, mở cái hộp này ra. Mở cái hộp này ra. Oh, daddy. Show mommy. Cái gì đó? Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Lại đây mở cho sáng nè, lại đây mở cho sáng. Yeah, you want, ok, mở ra, mở ra. Mở không được hả? Đây nè, con mở có cái zip này ra nè, kéo qua. Rồi, mở ra. Wow. Mở từ từ thôi cái con cháy này. Mở ra. Đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè. I want to wear it. You want to wear it? Cái này là cái đầm Elsa nè. Để mẹ mở ra cho chay mặt nha. Con cảm ơn mẹ chưa? Lại hôn mẹ miếng. Lại hôn mẹ miếng. Hôn mẹ miếng. Em mở cái first. Hôn mẹ miếng. Em mở này first. Không mà hôn mẹ miếng mẹ mở. Em mở ta. Trời ơi. Người ta nói là đâu người ta không có dừng cái giỡn với người ta mà. Ôi, đẹp quá luôn á. Trời ơi. À, cô chú coi nè, cô chú coi chay nè. Đó. Thấy chưa? Dữ. Nhiều quá à. Trời ơi con mua. Mua trên Amazon, bộ này bán có 25 đồng chứ mấy. Trời ơi mà nó đem phụ kiện, rồi tóc giả, rồi bao tay. Trời sao rẻ quá hả? Rẻ. Chính thường kìa không? Chay đứng dậy mà no. Coi chay đứng dậy. Đứng dậy coi chay, đứng dậy coi chay. Cái gì vậy? Thôi đừng có đeo nhẫn, đeo vàng vô làm chi khổ. Rồi đứng lên, cầm cái cây. Rồi đi ra ngoài, đi ra ngoài đường, đi ra ngoài đường, đi ra ngoài đường. Đi 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 ra ngoài. Đi ra băng giá. Công chúa băng giá. Công chúa băng giá phải đi ra băng giá hả con hả? Trời ơi đẹp dữ như eBay. Trời ơi coi kìa. Trời ơi trời. Chị hát lại đi. Đưa cái tay lên kìa, đưa cái tay lên kìa. Trời, chị hát lại đi go lại đi go. Ờ là đúng luôn ấy chứ. Anh trời. Đi đầm vàng để té bây giờ kìa, dở đầm lên. Cô dừng tay. Chơi, đây nè, rồi con Duy con dở đầm lên. Đó, 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 té dở đầm lên, vừa đi vừa dở đầm. Còn một cái tay, thôi đây nè, cỡ cái bao tay này ra đi, mệt quá đi. Cỡ cái bao tay ra đi. À, đeo vô lại. Trời ơi, coi kìa, đi kìa, coi chừng cái váy con phải vừa đi vừa cầm cái váy mới được. Ông chúa người ta phải thùy bị chút chứ. Đi, phải cầm cái váy vậy nè. Hát đi. Rồi, hát đi, vô đi. Mẹ không cầm là con đi không được đó, con té đó. Rớt hay gì? Rớt hay gì? Rồi, đưa lên. Rồi. Xin lỗi. Ok. Hát. Đúng là gái tha hồ đá quần. Mẹ không cho mẹ giống nhau. Con muốn mẹ giống nhau hả? Không phải. Không phải cho em cái này. Này sao? Cho em. Hát. Đó đúng rồi vậy đó, đúng rồi, đi bắt đầu đi. Đúng rồi. Bà này mong mốt mà bà lớn bà biết kêu là mình làm music video cho bà diễn dữ lắm nè. À đúng rồi. Trời dễ thương ghê không? Cái công chúa thì. Trời ơi. Cái bộ đồ có bộ đồ đúng 2 tuổi luôn á, 2 tuổi 3 tuổi. That's my toes. Yeah, that's your toes. Where's your shoes? Trời ơi, làm tóc rồi làm cài lắm la vậy đó hả con, rồi bao tay tá lả bên vậy. Mà rẻ ghê, bộ đồ vậy mà có 25 đồng quá rẻ. Phải có 2 ngày tới à. Trời ơi, dây này giống như công chúa mắc cạn quá đi. Công chúa băng giá tiếc không đi không nổi rồi. Cái
cái này mai mốt tiết xuống rồi mặc ra gặp công chúa băng giá hả con? Đúng rồi đó, mai mốt mà tiết mà phủ đầy xuống cái này là ra đứng im đó. Mẹ ra mày quay cho. Là dễ thương lắm rồi. Mẹ ra mày quay cho một cái music video nghe chay. Mua toàn là mấy cái đồ chơi đó cho nó đó. Đó, đi đi, đúng rồi, kéo lên. Đúng rồi, kéo lên đi. Trời đất ơi, công chúa băng giá đó, nó đòi đồ đồ đó đó. Dễ thương kìa. That's a heart. Cái đó là cái gì, bao tay đâu? Cái nhẫn hả? Chiếc nhẫn ở đây không vừa. Chiếc nhẫn đây không vừa con. À, cô chú đừng có dẫn chơi với chay nha. Chay là bây giờ là công chúa băng giá rồi đó. Cởi ra đi. Cởi cái này ra đi. Mày cầm cho. Mày cầm cho. Cởi cái kia ra. Cởi này ra luôn cho dễ cầm con. Ừ đó, vậy đó rồi. Rồi đi đi công chúa băng giá, đi công chúa băng giá. Cầm cái váy lên. Đó, thấy chưa? Đi vậy khỏe không? À hả, cho tóc con đó. Chấp tâm hem sắp chờ. Rồi. I had my adventure. Cái gì nữa? I had my adventure. Don't forget you. I'm a fish and whiskey for you. Into a non, đó là cái cây đó là phép thuật đó. Phép thuật đó làm cái. Thôi đó. Cô chú này là sóc toàn tập với chay luôn chứ nữa. Chú bằng giá đó. Hát lớn lên. Let it go đi. Chưa, thôi khỏi đi, khỏi bao tay đi. Muốn bao tay hả? Đeo vô, đeo vàng vòng vô. Tự leo vô đi. Xỏ con cái vô trước, xỏ con tay cái vô trước. Bữa nào trời phải bữa mùa hè mày mua cho con cái bộ đồ. Hả? Mẹ ơi, mẹ giúp con. Mà con có thích không? Con có thích cái bộ đồ mẹ mua không? Đây, từ. Dựng xuống này mẹ giúp cho. Mà con có thích cái bộ đồ mẹ mua không? Chưa, cái này chưa xong. Để mẹ đeo cái này trước đi. Con có thích cái đồ mẹ mua không? Ok. Con thích đồ mẹ mua con không? Con đâu nói làm sao? Dạ thích mẹ. Dạ thích mẹ. Con cảm ơn mẹ nhiều. Má, mẹ nói mày đi làm kiếm tiền mẹ mua gì cho chay ta? Mua dress cho chay hả? Chay phải ngoan nghe chưa? Chay phải ngoan rồi mẹ mới nói tiếng Việt coi. Mẹ cái váy chung một chút. Cái váy nữa hả? Ok, rồi đeo này vô. Rồi, cái váy nè, đó, cái váy phất phơ đó. Đó, phất phơ đó. Rồi, sao chú thấy chưa? Cô chú thấy công chúa băng. Cây. Cây á hả? Cây đây. Rồi. Đi vô nhà hả? Đúng rồi, kéo vô. Cửa rồi. Để mẹ mở cửa cho. Mẹ mở cửa cho công chúa đi vô nhà nha. Mẹ riêng đeo. Riêng không có mang dừa. Like beautiful. You like it beautiful? Cười cái con. Cười cái nhìn. Cái gì? Cái dòng nè. Cái cây stick á hả? Ngồi im đó mẹ lấy cho. Ngồi im đó nha, để mẹ mò nha. Cái váy đây. Đây nè. Rồi, con cầm lên đi. Rồi.
Rồi cho cô chú coi coi. Rồi hát coi. Lá lớn lên. Trời cái đôi bông này xịn quá, nó xúc hoài luôn á chay. Rồi chay đứng nè, chay đứng cho cô chú chụp hình chay nè. Cô chú chụp hình cho nè, nè cô chú chụp đẹp con mẹ đó, lại lên. Ấy cho váy lên nhìn mẹ cười cái coi. Hả? Trời nắng á đâu mà chịu. Sao? Cười cái coi. Công chúa băng giá. Hả? Let it go. Let it go. Rồi công chúa băng giá. Rồi công chúa băng giá làm phép đi. Yeah. Oh wow, trời đất ơi làm phép mày hù dục cái cây luôn. Rồi có công chúa băng giá kéo váy lên đi, giờ muốn giống giống giọng dễ sợ thì. Cho bà già nào coi. Sự gì cho bà già coi. Bà già là bà nào? Hả? Thôi cái mệt, tôi mệt cái bao tay này từ sáng tới giờ tôi đeo vô cái bao tay này chắc 30 lần rồi quá. Mệt quá đi kêu nó tháo bao tay đó nó không chịu tháo á. Có trả tiền không mà hành hạ người ta dữ vậy chơi. Hả? Mệt kia. Cởi ra đi, cởi ra cho khỏe đi. Đó, đeo một cái thôi. Cái này là con cầm cái cây này. Đó, vậy là đủ rồi. Đeo vô con hả? Sao chay, con thấy con có đẹp không? À, thấy không? Con thấy con có đẹp không chay? Hả chay, thấy chay có đẹp không? Sao trời ơi giống như chuẩn bị đi chụp hình đám cưới quá. Đừng có chạy nó. Rớt cây rớt bao tay rồi lấm hết. Nhìn đây coi cái tấm nó đẹp á. Cái tấm này mà chay mà ngồi dưới cỏ được mà chay nhìn được mẹ cái là trời xè cái váy ra đẹp dữ lắm luôn. Trời đã coi giờ xúc nữa. Phụ kiện phụ đồ xúc biết luôn. Nó là queen của Arendelle. Phải không? Con là queen của Arendelle phải không? Trời sao vậy đâu? Vậy đâu? Đi vô không? Vô nhà không? Lạnh rồi đó, mẹ lạnh rồi đó. Cái gì? Cái gì đâu mà giờ đi lang thang gì cho tao coi vậy hả? Đi lang thang, cài cái này lên nè, nó mới không có bị ấy tóc nè. Cài lên không? Đi xong, đi qua nhà bà Dolores. Yeah, go show Dolores your dress. Nó đi khoe từng người đó mà. Ta đi làm, ta không có nhà, có được không? Qua nhà rồi nó khoe. Mày cũng khoe cổ dữ lắm nè. Gì? Chị đi cày nhắc nữa. Lạnh đó chị ơi, đi vô nhà coi. Gì vậy? Quýnh luôn hả? Wow, quýnh cái cây đó luôn hả? Mẹ chay ơi, gió quá lạnh, bữa nay lạnh quá. Gió đó, gió đang thổi mình lạnh quá trời nè, mày không có mặc áo gì nè, lẹ lên. Đi show bà đi đâu rồi, đúng rồi. Kéo lên. Yên như đi cho nó làm, tôi nhớ tới cái cảnh tôi yên như cho đi chụp hình đám cưới ngày xưa. Mẹ mở cửa bà đi lo rồi sơ chay, ok. Đó, từ từ thôi con, từ từ. Công chúa mình phải đi nhẹ nhàng từ từ. Ai, đó, cô đó con đâu có biết đâu. Đi. Đúng rồi, đi coi bà đi lo rồi có nhà không. Ui dạ. Đi nè.
bà đi đâu là số nhà này cháy. Okay, where's your shoes? You should have shoes on. You're so beautiful. Yeah. She says she wanna show you. Oh, she's good. Okay, spin around. Turn around so I can see. Wow. Let me see now. Oh, let me see. Come here. Come here. Come here. Oh, it's so pretty. Oh, your, that's your ring. Yeah, nothing fit. She just want to wear. Oh, okay. Oh, my love. Qua đây cho bà đi rồi bà bao. Bà đeo bao tay vô cho trời phổi nó trời lụm lên phổi nó ghê. Okay. Come here. Chị lại đây, lại gần đi cho bà làm cho con. Can you see now? You see, say mommy, I gotta have, I said, mommy, I teach you how to hold it up. Yeah. Here we go.